Thời gian của ấy, thời gian bù giờ của ấy, thi đấu thứ hai còn lại là không nhiều. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-1 và đây là cơ hội cho các thủ Anh Quyền một lần nữa. Phan Sanh Peter 3-1 và đó là bàn thắng ấn định tỷ số dành cho các thủ Anh Quyền. Quá xuất sắc, lại một lần nữa Phan Sanh Peter tỏa sáng trước hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo vàng. Ở trong vòng thi đấu thứ hai, Phan Sanh Peter có một cú đúp để đánh bại được Anh Quyền với chiến thắng, đánh bại được Ai Giang với chiến thắng 6-2. Và một lần nữa số 11 bên phía đội bóng Anh Quyền đưa tỷ số lên 3-1 ở trong vòng thi đấu thứ 11, giúp cho đội bóng đến từ thành phố Đà Nẵng có được 3 điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng thực sự là quá đẹp mắt của tiền đạo người Nigeria.